Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập với bài tập ghép hai tay mà tay trái có bấm hợp ông ha. Rồi cách tập thì các bạn cũng tập tay phải trước, tay trái sau, xong đó các bạn ghép hai tay lại với nhau. Rồi tập tay phải ha. Son mi mi hai fa re re hai do re mi fa son 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 hai son mi mi hai fa re re hai do mi son son do hai ba bốn tay trái do son 3 4 si son 3 4 do re mi fa son 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 hai hàng dưới do son 2 3 4 si son 2 3 4 do mi son son do 2 3 4. Nếu các bạn để ý thì có hai đoạn ở ô số 3 của tay trái và tay phải đều đàn giống nhau, đồ re mi fa son son son. Rồi bây giờ các bạn ghép hai tay lại với nhau. Son mi mi hai fa re re hai đồ. Như vậy là hôm nay chúng ta đã tập làm quen với bài ghép hai tay có bấm hợp âm. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.